Rồi xin chào mọi người, thì trước mặt các bạn đây là mẫu Future, mẫu mới 2022 vừa về đến hết luôn. Thì trước mặt các bạn đây là cái phiên bản đặc biệt màu xanh đen ha. Thì ở cái bản 2022 này với cái bản 2021 thì clip trước mình có quay một clip lên giới thiệu các bạn đó, thì như cái màu trắng này là phiên bản 2022, bản mới nhất luôn, và cái màu xanh đó là bản 2021. Thì hầu như ở cái phiên bản này nó không có thay đổi gì hết về cái phần màu sắc ha. Thì hôm nay cái màu xanh đen ở phiên bản đặc biệt này nó về đến hết rồi, mình cập nhật lên cho các bạn xem. Thì nhìn tổng thể chiếc xe này với tông màu chủ đạo là màu xanh mờ nha, đó, kết hợp thêm màu đó là màu đen, cũng nhìn chiếc xe rất là ấn tượng đây. Với thiết kế là cái chữ Future nổi tem 3D lên kèm theo cái logo một số 125 mã rom nhìn rất là đẹp. À, màu xanh này là màu xanh mờ luôn đó, nó giống như cái màu xanh của con Vision phiên bản cá tính vậy đó. Ở trên hình thì nhìn tương đối là nó sáng hơn, nhưng ở bề ngoài thì rất là đẹp đó. Hiện tại thì cái giá cả ở cái phiên bản đặc biệt này thì nó đang có giá dao động khoảng trên dưới 36 triệu nha. Cái phiên bản này là phiên bản đặc biệt, phiên bản cao nhất của dòng Future. Tiếp theo đó là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng đen bánh mâm, thì nó đang có giá dao động trên thị trường hôm nay thì nó khoảng 35 triệu 500 ngàn đối với màu trắng và màu xanh xanh đen, màu trắng đen và thêm cái màu mới này nữa. Màu mới này từ hôm bữa ra mắt tới giờ thì giờ hôm nay nó mới về được tới đại lý đó. Các bạn nhìn xem cái màu này với cái cản sao màu đen cũng nhìn rất là đẹp ha. Đó, thì có clip trước mình đó có đăng cái màu này về hôm hồi sáng mới ra mắt, thì mình có quay một clip về tổng thể cái con xe. Thì clip này mình chỉ báo giá cho các bạn về giá cả này thôi. Nếu mà các bạn ở gần khu vực Chợ Vinh thì mình có thể ghé ngay hết Honda Thành Hiếu nha. Địa chỉ là 320 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 10, phường 7, thành phố Chợ Vinh, hoặc là liên hệ số điện thoại 0372 037 437 gặp Hiếu để được tư vấn chi tiết về giá cả cũng như là các phiên bản cũng như là màu sắc của dòng Future này ha. Ngoài ra thì khi mà các bạn liên hệ cho mình hoặc là liên hệ tại Hết Thành Hiếu thì sẽ được hỗ trợ cho một cái giá cực kỳ ưu đãi nhất thị trường, từ các dòng xe cho là từ xe số cho đến xe tay ga. Hiện tại thì trong tháng 11 này đang có chương trình hỗ trợ giá đối với dòng Vina X là từ 5 cho đến 12 triệu, còn đối với dòng A-Black thì sẽ từ khoảng 2 cho đến 3 triệu cho một con xe. Đồng thời thì những dòng xe số như là Future, Venpha, Black, RSX thì đang có chương trình hỗ trợ trả góp với cái mức lãi suất rất là hấp dẫn, không cần trả trước, và các bạn có thể sở hữu ngay cho mình một cái con xe cực kỳ ấn tượng như thế này đó. Rồi thì nếu như các bạn ở gần khu vực Chợ Vinh thì mình cứ ghé ngay hết để mình tham khảo một cái dòng xe mới này nha, hoặc là liên hệ số điện thoại của Hiếu. Rồi clip mình cũng kết thúc tại đây, và hẹn các bạn lại clip gần nhất. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video.